Ban Bảo Tý Bát Tiên và Thiết Huyết Thương. Rồi hai người sẽ đàn. Hai người có lẽ sẽ dùng đàn thôi. Rồi Diana bắt đầu trận rồi. CRH bắt đầu trận luôn. Diana, hai người vẫn đang rất thận trọng. Rất thận trọng. Rồi đập cao, hai người đều đập cao thành công. Hai người đều đập cao thành công. CRH rút lui luôn. Diana đang nộ thiên ma ngắt nộ luôn. Bây giờ đến lượt cường. Đến lượt cường lao lên. Vâng, đứng đối cứng luôn. Đứng đối cứng luôn. Thế nhưng mà hình như là tầm đánh chưa tới anh em ạ. Tầm đánh chưa tới. Rồi Diana lao lên nộ. Vâng, lại tiếp tục đứng ở trong đào trận. CRH. Vâng, CRH đánh rất rén anh em ạ. Đánh rất rén luôn. Không hiểu kiểu gì luôn. Liên tục bị nộ rồi. Đến lượt anh ta nộ thì là Diana đã rút về thành công rồi. CRH đánh rất rén luôn. À, cầm một con nạc khỏe mà đánh rén như thế này thôi. Mất bất động luôn anh em. Mất bất động luôn. Chuyển con rồi. Mất bất động nên là anh ta bị vào trạng thái loạn. Trạng thái loạn rồi. Đây là CRH nộ thì không vào đam. Diana không vào đam luôn. Vâng. Ở trận này Diana sẽ chiến thắng rồi. Diana sẽ chiến thắng. Xin chúc mừng Diana. Vâng. CRH đánh quá rén anh em ạ. Đánh quá rén và liên tục, gọi là liên tục bị Diana cấu máu. Tuyết cấm huyết sắt đào và thiên ma, vô địch cấm hoa thần thất thức và tâm phật trưởng. Rồi bật đào trận lên rồi. Đập cao thành công. Tuyết sử dụng đấy chính là nộ đào anh em ạ. Tuyết sử dụng là nộ đào. Còn vô địch thì sử dụng đấy chính là báo vương thương. Đánh vẫn chưa vào máu nhưng mà vô địch đánh rất thấm anh em ạ. Đánh rất thấm luôn. Vâng, Tuyết cũng chuyển báo vương thương rồi. Rồi chuyển con của vô địch. Con của vô địch đang bị bất lợi, chỉ còn một nửa máu thôi. Hay quá. Vâng, như vậy là Tuyết. Vâng, trận này Tuyết sẽ giành chiến thắng nha anh em. Trận này Tuyết sẽ giành chiến thắng. Vâng, xin chúc mừng Tuyết. Trận này Tuyết sẽ giành chiến thắng thôi. Vô địch chạy làm gì? Rồi ôi, không thắng được đâu. Rồi hai bên đều sử dụng thiên ma. Có lẽ là đều sử dụng thiên ma rồi. Rồi bật đao trận lên rồi. Nào, lao lên nào. Hai bên chủ động đi nào. Vâng, đánh rất thận trọng anh em ạ. Đánh rất thận trọng luôn. Hai bên không chịu lao lên. Đập cao. Vâng, nộ luôn. Rùa nộ luôn. Vâng, lấy đi của Diana 1/5 cây máu thôi. Nhưng mà rùa đang còn full cây. Đang còn full cây anh em ạ. Rồi lại tiếp tục lao lên nộ. Hồi nộ phát là lao lên nộ luôn. Đấy, đánh phải như thế. Phải như thế anh em ạ. Vâng. Diana đã phải chuyển con. Thế con rùa có chịu chuyển con không? Có chịu chuyển con không? Có khi lại không kịp chuyển con anh em ạ. À, chuyển con rồi. Rồi lại tiếp tục lao lên. Lại tiếp tục lao lên nộ. Nhưng mà con của Diana đã có lợi thế. Đang có lợi thế anh em ạ. Ồ, Diana đã bật được thần binh. Đã bật được thần binh anh em ạ. Như vậy là Diana sẽ có lợi thế hơn rùa. Có lợi thế hơn rùa anh em ạ. Vâng. Diana vừa chuyển gì đây? Vừa chuyển có lẽ là mỹ ảnh. Có thể là mỹ ảnh anh em ạ. Vâng. Thế nhưng mà rùa vừa nộ thiên ma. Vào trạng thái loạn thì Diana sẽ không thể xuất chiêu được. Diana đã phải chuyển lại thiên ma bát âm.
và cùng ngồi lại nổ. Nhưng mà con của Diana đang có rất nhiều máu anh em ạ. Lợi thế máu về. Chết con rồi. Như vậy là chết con rồi. Nhưng mà Diana đang có lợi thế hơn về máu. Vâng. Vâng, máu của hai người tôi không xem được là cái giai đoạn đấy là máu của hai người bên nào gọi là trắng cái máu trước. Ai sẽ trắng cái máu trước đấy chứ? Mê hồn tiêu và tâm Phật, còn thượng thần ban bảo huyết sắt và tùy bát tiên. Hai người lại tiếp tục sử dụng đàn. Rùa đánh đàn hay quá. Trận vừa rồi rùa đánh đàn rất hay phải không anh em? Rồi. Đập nhưng mà đập không thành công rồi anh em ạ. Đập không thành công rồi. Rồi. Vâng, hai người đều không giảm đi nhiều máu lắm. Rồi. Thượng thần lao hẳn lên. Vâng, lao hẳn lên. Mất bất động rồi. Như vậy là thượng thần máu của thượng thần rút đi trông thấy anh em ạ. Máu của thượng thần rút đi trông thấy. Vừa đã phải chuyển con rồi. Rùa cũng chuyển con luôn, nhưng mà thượng thần đang bị hôn mê. Vâng, tiếp tục. Rùa tiếp tục bật ỷ thiên kiếm, nhưng mà bây giờ máu của con của rùa đã bị mất con rồi. Bây giờ đến lượt. Vâng, đến lượt con của thượng thần cũng mất luôn. Hai người máu của bố mẹ là ngang nhau. Vâng, nhưng mà rùa, vâng, rùa đã có lợi thế. Trắng cây máu sau, rùa đang có lợi thế trắng cây máu sau. Ai sẽ chiến thắng đây? Vâng, xin chúc mừng rùa. Cầm đi mê hồn tiêu và tâm Phật triệu, còn thượng thần chỉ cầm đi huyết sát. Thượng thần, hai người có lẽ đều sử dụng thiên ma thôi. Bật đấy rồi, bật đao trận lên rồi. Vâng, thượng thần đây. Nộ. Vâng. Vâng, rùa vừa bật lại ỷ thiên kiếm. Vừa bật ỷ thiên kiếm anh em ạ. Vâng, máu của thượng thần đang ít hơn. Rùa đang có lợi thế. Vâng. Vâng, một pha nổ thiên ma lấy đi của rùa của thượng thần rất nhiều máu anh em ạ. Lấy đi của thượng thần rất nhiều máu, bắt buộc anh ta phải chuyển con. Đồng thời bật luôn ỷ thiên kiếm. Vâng, bây giờ vâng, rùa có một pha nổ thiên ma phải nói là cực kỳ xuất sắc. Vâng, trong khi thượng thần đã bị mất trạng thái bất động và anh ta hứng chọn quả nổ thiên ma.